Ê, thằng nào chứ? Thằng nào? Thằng này nè. Chào giám đốc. Có gì không giám đốc? Dạ tôi hỏi cậu nè, cậu lên trên mạng cậu đăng cái status gì vậy? Cậu nói tôi nghe coi. Ủa, cái đó là cái câu slogan con mới nghĩ ra tối qua giám đốc. Ghê vậy hả? Hơi bị hay luôn. Hay là sao con? Trời, cái câu là con nghĩ ra là thời trang là một nghệ thuật, người ăn mặc thời trang là một nghệ nhân. Nhân có nghĩa là người. Vậy suy ra những người không mặc đồ hiệu không phải là con người. Không phải là con người hả? Vậy chứ này, đây là con gì? Thì tất nhiên giám đốc là con. Con gì? Con người. Tưởng nó nói là con cẳng là tôi quất cái chỗ nó cẳng cẳng luôn. Bây giờ nè, cảnh cáo nha, lên chợ tháo liền cái status đó ra nghe không? Cả một xe container phẫn nộ nó chờ ở chảnh vậy. Ôi ơi, nó quăng đầy vô cái status con. Nó dụ nó comment mà thấy ngợp luôn. Thôi giám đốc, trời ơi, con tốn chất xám biết bao nhiêu con mới nghĩ là câu đó đó. Bây giờ ông tháo phải không con? Không tháo thì con vừa tốn chất xám mà con vừa tốn tiền nữa đó. Sao tốn tiền giám đốc? Chú trừ lương con. Sao? Thôi để đó đi, con tháo mà đâu có gì đâu. Thôi tháo tháo thôi, trời ơi ba sao tích quỷ vậy. Ê con rảnh lắm không? Hôm nay bạn Tú rảnh phải không bạn Tú? Hả? Ê, con vừa mới nghĩ ra câu lyric, con lên luôn không quên. Trời ơi, nghĩ cái gì? Chửi lộn với anh Ti Phan rằng trời nó không lo. Đi rít. Xạo. Con thấy không? Khổ lắm chứ đâu phải chơi đâu. Quản lý cả một công ty bề thế như vậy mà đó, hai đứa nó toàn là những đứa làm cái chuyện gì đó không? Công ty chỉ có mỗi một đứa là con được đàng hoàng. Rốt cuộc nhảy cũng dở, hát cũng dở, tập luyện cái giống gì không biết mà chỉ giỏi mỗi cái đâm trọt người ta không? Khổ vậy á. Con cũng có tập mà chú. Chú biết chứ, chú biết con tập rất nhiều chứ, tập quá trời luôn mà càng tập càng dở, hát thì như hạch nữa, chú cũng khổ tâm chứ. Rồi thêm thằng quản lý nữa, tưởng đâu sơm, rốt cuộc quản lý gì không lo việc. Công ty có mỗi mỹ nhân hả, nó cũng hốt mỹ nhân đi nữa. Nó con coi coi được không? Rồi giết. Bù đau bù cẳng. Cái nhà... Không phải nhà mình không? Trời ơi! Ê, đi lộn nhà rồi. Nhà mình đó chú. Phải nhà mình không? Nhà mình sao nay sao nó sạch sẽ quá vậy? Nó... Cái gì vậy? Cái thằng kia mới dọn sáng nay xong mà nó lại bừa ra. Hả? Con thiệt luôn hả con? Trời ơi, không ngờ ngoài cái tài năng hát như hạch, nhảy thì không được hay, cô còn biết dọn vệ sinh nữa. Hay quá con ơi, yên tâm, có thưởng. Ồ, ui trời. Cái đồ mà đưa đi khó lắm. Vui chơi 1 triệu. Wow, của con hả chú? Không lấy thì thôi đưa đây. Con lấy. À, nhớ nha, cố gắng dọn dẹp vệ sinh nha con. Không những có 1 triệu này, mai mốt chú còn thưởng con nhiều hơn nữa. Ok. Vậy nha. Ok chú. Nó phải vậy chứ. Ít ra cũng phải có cái nghề gì của nó chứ. Giám đốc dạo này giàu dưới ta. Nhưng mà sao hôm nay nhà sạch vậy? Ai dọn ta? Thôi kệ đi. Đồ ăn. Chi, thấy tụi đang ăn ngon không? Ừ, ngon lắm, ngon lắm. À, mà sao hôm nay tự nhiên nấu đồ ăn cho tụi tôi ăn nhỉ? Ừ, đúng rồi đó. Sao vậy? Tại mỹ nhân đi chơi rồi, đâu ai nấu đồ ăn cho mấy cô đâu. Dạo này tôi cũng thích nấu ăn. Thế sau này, người nấu cho ta nữa nha. Trời ơi, ba người đẹp đang ăn sáng đó hả? Sao bỏ vô lặng hết vậy? Hả? À, sao? Ba? À, bữa giờ đi làm thấy sao rồi? Giờ tốt hơn chút, trong ngoài bình thường. À vậy hả? Ủa? Sao nhớ hình như là Tú nó nói là thấy cậu kỳ kỳ phải không?
Giám đốc, tìm tụi tôi có chuyện gì vậy? Nè, hôm nay không, chú tới đây để báo cho các con một tin vui. Các con chuẩn bị được học thanh nhạc. Thanh nhạc là gì? Ăn được không? Mà ta báo cho các cô biết nha, cái người mà tới dạy thanh nhạc á là một giáo viên gọi là nổi tiếng lắm. Rồi bà dạy sơ qua cái biết hát liền, đặc biệt là cái cách bà dạy sướng âm là mi một dắt, mi hai dắt, mi ba dắt, nói chung là nguyên gói mì đó. Ôi ôi, dễ hát lắm nghe không? Mà chỉ có những người uy tín giống như là giám đốc Khánh Kiệt ta đây mới mời được thôi. Ồ, thấy chưa? Mới nói con cái à, là người ta gọi tới liền à. Alo, Khánh Kiệt nghe đây. Alo, xin chào giám đốc Khánh Kiệt. Vì lý do uy tín hàng đầu, ông vui lòng thanh toán hết tiền học phí khóa trước kèm khóa này để chúng tôi cho người đánh giải. Xin cảm ơn. Ăn tự nhiên, ăn tự nhiên. Ta có chuyện phải đi gấp. Ồ, hay quá. Đứa đờn, đứa chơi game nè. Hey, bây giờ sẵn hai đứa đang rảnh rỗi phải không? Dạy nhạc cho mấy con bé kia giùm cho chú đi. Dạy thì thuê thầy về dạy, tự nhiên bảo bọn con dạy nó làm gì? Hay quá, thuê thầy hả? Cái đợt trước đó, cũng tụi con đòi học cao lên, tôi mới mướn thầy về dạy. Rồi rốt cuộc thiếu nợ người ta có trả đâu. Bây giờ thầy nào dám về đây dạy nữa? Dạy giùm tụi nó đi. Dọn dẹp được 1 triệu, mà dạy mấy người đó được thêm mấy triệu nữa cũng được. Sao? Dạy không? Để con, để con. Gì vậy con? Con muốn tuyển giám đốc mới hả? Trời ơi, chạy ban vô lỡ cái cận đơn nó sốc trong hồng tôi rồi sao tôi hát nổi? Trời ơi, làm ăn cái kiểu gì kỳ vậy? Mà cái gì vậy? Thấy tôi già rồi coi thường tôi, muốn xô tôi là xô hả? Đứng đây nè, nói chuyện tôi đâu chứ ra sau lưng tôi vậy? Hả? Vụ gì? Nói. Để con dạy cho. Cái gì? Con có biết cái gì đâu mà con dạy. Con cũng là ca sĩ trong nhóm Sensi này mà chú. Không có được, trời ơi, nói rồi. Nè, bây giờ hai đứa phân công nhau dạy đi. Ok chú. Dù gì cũng là người cùng công ty mà. Thôi để con giúp đỡ cho. Đó, chúng nhà là phải dạy nhau chứ. Ờ, mày dạy đi, tao không rảnh. Ê, đâu có được con. Con là cái giọng hát chính ở đây. Mà nhạc lý con cũng vững nhất nữa. Con phải dạy cho các em ấy chứ. Không, con không dạy đâu. Nói nay giờ cũng dạy phải không? Bây giờ hỏi sẵn một câu nè. Dạy hay không? Không. Vậy được rồi. Trả hết tiền đào tạo đây. Tôi ra tôi tự mướn thầy về dạy. Trả đi. Mệt quá. Dạy thì dạy. Ờ, quyết định là vậy nha. Hai đứa phân công nhau vậy nha. Con khỏi nha. Dạ em đâu. Tên tên. Đây, chủ sẽ giới thiệu cho con người dạy thanh nhạc cho con. Đó là một người rất nổi tiếng. À. Gì vậy? Tối rồi hả? Có thấy ai đâu ta? Cái người đó đó hả? Người dạy thanh nhạc của con không phải ai xa lạ, đó chính là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Shinhi. Hả? Học như mấy người này ta không học đâu. Công chúa, đây là cơ hội tốt để gần gũi phò mã. Học. Ừ, nhưng mà thôi, thôi. Không nhân nhị gì hết. Lên trên lầu thay đồ chuẩn bị học thanh nhạc nghe chứ. Ông quên, không có thay đồ, lên thôi, chuẩn bị lẹ lên. Có chuyện học hành không à, mà cũng chạy chặt chạy chật nữa, đi lẹ. Nói mà không nghe. Nè, lẹ lên. Đi. Nói. Đi lên luôn. Nó đi rồi, nó đi lên luôn rồi. Không ai dọn dẹp đây hết là sao? Trời ơi, mấy đứa nhỏ. Để con dọn. Để con dọn chắc. Nó là người dọn sáng giờ. Trời ơi, nhanh gọn lẹ quá. Hấp dẫn vô cùng. Không được, lỡ nói giám đốc làm sao ta? Đi. Đi đâu? À, đi dạy chú. Dạy. Hay quá, rốt rẽn vậy mới được chứ. Đi liền. Gì vậy con, gì vậy? Sao tự nhiên lâu chú đi đâu vậy hả? Rồi còn ngồi nữa hả? À, tự nhiên con nhức đầu quá. Trời đất ơi, ủa sao mà mới đây bệnh lẹ vậy con? À, chắc do sáng con dậy sớm quá, với cả dọn dẹp nhiều quá. Chú cần Tú về trước giùm con đi. Sao nghỉ đi, để chú kêu Tú. Ok ba nè, Tú. Chạy lầu dạy mấy đứa em con. Chạy ninh cho tụi nó đi con. Thằng kia nó đòi dạy trước con mà, con không dạy đâu. Phải, nó bệnh, nó nhức đầu, nằm đây rồi. Đi đi, con dạy nó đi. Ờ,
Mày vậy chứ tao mệt quá tôi ơi. Phóng lên liền đi con. Mấy nó đang đợi con chảnh á. Công chúa, người phải cố lên. Nhất định phải lấy lòng được Phò Mã. Làm sao lấy được lòng của Phò Mã chứ? Thì bây giờ công chúa học đi, học rồi chứng minh mình có tài năng, có thể trở thành người nổi tiếng. Đó chính là lấy lòng Phò Mã. Nhất định phải nổi tiếng. Người nổi tiếng không phải cứ muốn là được đâu, hiểu chưa? Phò Mã tới rồi hả? Đi ra. Cách xa 5 mét. Sao Phò Mã nhiều yêu cầu với tao quá vậy? Vừa bảo tao phải nổi tiếng, vừa lại bảo cách xa 5 mét rồi. Nếu mà tao làm hết thì Phò Mã có yêu tao không? Bây giờ học gì giờ ta? Đây. Bây giờ tôi làm, rồi các cô làm theo, thấy chưa? Mi nê mi nê mi nê mi nê mi. Phò Mã ơi, sao Phò Mã ở hay quá vậy? Làm sao mà tiên hát xong là ở được hay quá trời. Ôi, vậy hát xong là ở vậy là mới hay đó. Phò Mã chỉ em, Phò Mã. Mà điên, ở đâu nhà cô ấy? Nhưng mà hay quá trời luôn mà. Em thấy hay mà. Hình như cái này là ở thiệt chứ không phải cố tình ở đâu. Người nói cái gì vậy? Ồ, hay quá trời luôn ha. Hay quá à. Mà chỉ gì vào mà. Chỉ cái đầu nhà bọn cô ấy. Một thần kinh. Người chửi ai thần kinh? Tôi chửi cô đấy. Công chúa bình tĩnh. Phải nổi tiếng công chúa. Đúng rồi, bình tĩnh. Sao, tức à? Tức thì nghỉ đi. Đừng học nữa. Đâu tức gì đâu. Không tức gì hết á. Cứ tức vào Mã chỉ đi vào Mã. Đồ rê mi pha sol la si. 7 nốt. Học thuộc đi, tí tôi kiểm tra. Trời đất ơi. Đâu biến ra đây nhanh dữ vậy? Sao nãy giờ con nói con mệt mà sao giờ con chạy ra đây? Không nằm nghỉ đi. Con cũng đang tính đi lên nghỉ nè. Nằm đây mỏi lưng quá. Vậy hả? Thôi lên lầu nghỉ đi. Để coi chú làm việc cái coi. Ủa? Đâu rồi? Chú, cái áo dính gì vậy chú? Gì? Dính gì đâu con? Chỗ nào dính chỗ nào? Làm gì vậy? Sao tự nhiên lâu rồi mà vẫn dơ ta? Giỏi quá con, thôi kệ. Nghỉ ngơi đi nha, đừng có làm quá sức nha con. Dạ. Rồi sẵn lau hết cái nhà luôn nha. Ông bị khùng ông làm trò vậy? Ê sao tự nhiên hôm nay rảnh mà đi lau nhà vậy? Lau nào, mới lụm khăn ngoài kia ai biết của ai đâu. Cầm đi vô, hụp đầu. Ê sao mày không nói sớm? Thế đây có mấy người? Hai người và tôi nói ông đó sao tôi biết? Người đâu kỳ cục. Ê, khăn này của tao mà. Dám cười tôi mấy con điên này. Cái gì vậy? Con đi theo chú. Trời ơi, đi theo chi? Trùng hợp với mà chú, con cũng muốn đi vệ sinh. Giỡn hoài mày. Xếp hàng đàng hoàng chứ. Thấy cái tay đâu nhìn trước không? Vừa phải thôi. Để hai đứa vô chung chỗ. Đúng rồi. Cái này không có xin theo được nghe cha. Không có gõ cửa nha. Xong rồi chú ơi.
coi. Đứng đây làm chi vậy? Thằng con đợi chú mà. Đợi cái gì? Ủa? Thằng gì đâu rồi? Thằng nào chú? Phát đâu? Chú kiếm Phát làm gì? Có việc nhờ nó chứ làm gì? Trời, có con đây nè, chú nhờ con nè. Việc gì con cũng làm hết á. Được không con? Yên tâm, đảm bảo là con làm hết. Bây giờ gì nè? Mà thông bồn cầu giùm đi, nghẹt hết rồi. Gì vậy? Cái gì thơm quá vậy? Tranh, hôm nay tôi sẽ chỉ cho các cô cách để mở rộng thanh quản thông họng bằng phương pháp gia truyền, đó là ăn chanh. Ngon quá à. Ăn hết luôn rồi. Xong rồi. Ăn hết. Đây, mỗi người cầm một cốc. Bây giờ ấy, ăn chanh xong rồi là phải uống cái này để thông họng, hiểu chưa? Thì có uống thôi hả? Uống thôi là được hả? Ngậm cũng được nhưng mà phải càng lâu càng tốt. Mà uống thì càng tốt nữa. À là ngậm xong rồi uống. Đếm này. 1, 2, 3, uống. Đấy. Sao mặn? Sao nhẽ ra này? Mặn quá vậy Phò Mã? Đây là nước gia truyền. Nước gia truyền thì chẳng phải mặn. Phải ngậm càng lâu càng tốt, nhớ chưa? Không được nhẹ nữa. Lại. Ngậm càng lâu càng tốt, nhớ đấy. Tên này phá chứ vậy gì. Con chú sao không con chú? May mà bà thông minh á, chứ nó không là nguyên đám bị bắt ăn rồi. Mà tao không muốn lên Phò Mã như anh ta đâu. Tao muốn đi về. Sao lần nào không biết ông ăn cái giống gì mà lúc nào đi cũng bị nghẹt bồn cầu hết trơn. Thôi kệ đi, chắc làm xong cũng có thưởng. Đáng dọn xong. Alo, à tôi giám đốc Kiệt nghe nè. À, rồi rồi rồi, tôi ra liền. Dạ dạ. Ê, chết. Ồ, cái này bị sao vậy ta? Trời ơi, giỏi vậy hả con? Đó, bởi vậy một nhà cửa phải sạch sẽ vậy mới được nè. Giỏi quá. Ủa? À, bụi. Bởi vậy. Được đó, công nhận nha. Nó không phải định chứ. Chú thấy con tài năng hiếm có luôn. Biết gì trước đâu chứ con làm ca sĩ. Đưa con đi đội vệ sinh trong nhà là hết sảy rồi, đúng không? Rồi vậy nha không? Cố gắng làm nha con. Sẵn rồi để hết cái chỗ này cho sạch nha. Bụi lắm, bụi lắm. Chú đi đâu chú? Bộ hỏi chi vậy? Lo cho chú hả? Chú đi về, mặc bộ đồ sáng giờ rồi. Thấy mày bịt mũi chắc là nghi bộ đồ tôi thúi lắm phải không? Về nha, cố gắng bốc chú thượng, nha không con? À. Chú đi không thả chú? Dĩ nhiên rồi. Phải nói dọn nhà không ta? Để hỏi mà không được. Nhớ nó nhận bừa thì sao? Phát à? Hả? Sáng nay anh dậy sớm lắm hả? Sao cậu biết? Hình như là tất cả những việc này anh làm trong sáng nay á hả? Ừ, sáng giờ tôi bận lắm. Làm bảo vệ thôi mà, có cần phải chăm chỉ quá đáng vậy không? Đức, lên dậy đi. Mày mới dậy có một chút xíu mà mày đã xuống rồi. Không thích dậy nữa. Ê, thằng đồ thật sự. Ê, khoan. Đi đâu vậy? Tôi đi lên. Để xuống. Gì hả? Chiều nay có rảnh không? Hay là đi chơi đi? Chiều nay tôi trong nhà. Trong nhà hả? À, không cần phải trong nhà đâu, để nhà đó tôi trông cho. Đi chơi đi. Đi chơi gì? Tôi cũng đâu biết đi chơi ở đâu.
tôi cũng không có tiền. Không có tiền, được rồi, dễ lắm. À, đây. Nè. Này là gì? Cầm đó, đi chơi đi. Đi đâu xa xa vào. Tối, mai về cũng được nha. Để nhà tôi trông cho. Đi 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 đi. Đi đi đi. Đi nhanh đi mà. À, rồi, không cần bưng gì hết. Để hết đây, để hết đây. Rồi. Đi 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 đi. Đi đi. Nhớ đi xa vào nha. Mai về. Tốn mất 60.000. Đâu, 62.000 chứ. May quá. Cuối cùng cũng giải quyết được. Hôm nay tôi sẽ dạy cho mấy cô một bài học giữ và điều khiển hơi. Tập bằng cách nào? Đây kia đứng. Sát tường luôn nha. Ba cô, ừ. Lại định giờ cho gì nữa đây? Rồi, bây giờ thổi đi. Làm sao cho cái ngọn nến này nó rung lên là được. Ông bị điên hả? Đứng xa này sao thổi? Có mỗi chuyện thổi thôi mà không thổi được nữa hả? Làm sao mà rồi không hát? Thổi nến rồi mà, để ta làm cho. Ê, công chúa đừng để bị lừa, mặt hắn ta già lắm. Ngan sẵn rồi, để ta làm cho. Ê. Thổi rồi hả? Thất bại. Rồi, người tiếp theo. Để tôi làm cho. Ê, nhắm làm được không đó? Không làm được thì đừng có làm nha. Mất công ảnh hưởng sức khỏe, mệt lắm. Cái này dễ mà. Du Huyền, ta trông cậy vào ngươi đó. Cái này dễ lắm, công chúa yên tâm. Sao dừng lại? Ai cho dừng lại? Mới có 10 phút à, còn 2 tiếng nữa. Tiếp, 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 tiếp. Tâm Đức có đẹp trai không? Lên. Cái tên đó bắt mình chạy như đi. Quá thì ngủ say à. Bực cơ mày. Hồi sáng tới giờ thì hai người kia dạy gì cho mấy cô? Hát tôi nghe thử coi. Để ta. Do re mi fa sol la si. Còn gì nữa? À con. Còn nữa không? Hết rồi. Trời đất ơi. Hai cái ông này, ca sĩ ca ơ vậy, hát kỳ cục. À, thôi, để tôi sẽ dạy cho mấy cô hát. Còn hay hai người kia luôn. Được không? Để coi. Ok. Để có thể hát được một bài hát thì mình phải biết đọc nốt nhạc, khuôn nhạc, khổ nhạc, quãng tám trên, quãng tám dưới. Hai ba. Do re mi fa. Lại lần chót rồi. Một hai ba. Do re mi fa sol la si. Cảm ơn Trần Phong nha. Mày đốt tao hả mày? Chết 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 chết
Chị Tối ơi. Ủa, sao Hoài rảnh mà dọn nhà hoài ta? Chẳng lẽ là thằng Phát? Vậy thằng Phát đâu? Trốn đâu vậy? Tụi con ơi. Ê, giám đốc về. Giám đốc. Ủa, mấy đứa nhỏ đâu hết rồi? Ủa, vậy thằng Phát đâu ta? Ủa, chào giám đốc. À, sao con mình con đây thịnh soạn vậy con? Gì vậy? Chú, chú ngồi xuống đi. Vậy? Con có việc này muốn báo cáo tình hình với chú. Gì vậy? Cái việc mà huấn luyện mấy đứa kia chú có biết là cực khổ lắm không? Cực khổ lắm hả con? Cực khổ lắm. Con đã phải khổ tâm lao sức ra mà đào tạo bằng những cái gọi là phương pháp đặc biệt nhất. Bởi vậy á, tụi nó có vẻ là khó chịu với con. Chú đừng trách con nha. Khó chịu với con nữa hả? Biết sao giờ, làm sao mà trách con nổi. Con đúng là một người thầy có tâm. Do re mi fa sol la si. Đúng. Tôi ơi, hay quá. Không nhận không nhờ, có bài nốt nhạc thôi. Vậy mà tụi con học được hết rồi. Trời ơi, cái giọng y như là mật rốt trong lỗ tai của chú vậy đó. Trời ơi, cái giọng hát này gọi là giọng hát Hàn Lâm. Hay quá. Bây giờ tụi con muốn cái gì? Tụi con muốn ăn cái gì? Chú sẽ mua cho tụi con ăn hết. Gà. Gà. Đuôi gà. Chú sẽ thưởng cho con. À, thưởng con thoải mái luôn. Cảm ơn chú, cảm ơn chú. Ừ. À, nhưng mà chú ơi. Gì vậy? Thằng Tú nó kỳ cục lắm. Sao kỳ cục con? Nó đang về giữa chừng nó bỏ ngang đó. Làm con dậy từ chiều một mình mệt lắm. Mệt con, quá. Con dạy con một mình con hả? Con dạy con một mình à. Kỳ vậy đó. Thôi được rồi, nếu mà con đang đóng góp công sức nhiều như vậy. Ê, thưởng nóng liền. Nóng lắm nha. Ủa, sao tiền lẻ không vậy chú? Trời đất ơi, có tiền là mừng rồi con. Đây nè, tâm huyết của con nghe không? Chú không thể nào mà chú bội bạc với con được. Tiền nè, chú sẽ thưởng cho con. Đáng lẽ ra cái đó phải là của Trần Phong mới đúng chú ơi. Vô duyên, liên quan gì đến nó? Tại vì chiều giờ chỉ có một mình Trần Phong dạy tụi tôi thôi. Còn anh thì chỉ có hành hạ tụi tôi thôi à, không có dạy gì hết trơn á. Chẳng có dạy gì cả. Quá đáng. Nghĩ sao vậy hả? Nghĩ sao mà? Trời ơi, nói cái gì mà làm quá luôn là sao? Con mới chập mắt một xíu mà chú. Chập mắt có chút xíu, 7 tiếng đồng hồ hả? Vừa phải thôi. Con cũng có công vậy chứ bộ. Dạy gì? Dạy giờ cũng cải công nè. Nói mà nói không ấy gì hết trơn trời à. Gì vậy? Ủa, nãy giờ không để ý sao thế? Con Biểu ơi, vừa ngủ vừa dọn dẹp nhà cửa hay sao mà nhà cửa sạch sẽ vậy hả? Con bị mộng du mà con không hay hả? Chú nghĩ sao vậy? Là thằng Bảo Phát à, là con nhờ thằng Bảo Phát nó làm đó. Tôi làm đó. Bảo Phát nào ở đây? Chịu về đó hả? Hai người đi chơi sung sướng quá mà. Nhà cửa bỏ bê hết mà. Ông đừng quá đáng nha. Tôi dọn dẹp sạch sẽ hết rồi tôi mới đi chơi chứ bộ. Cái gì? Còn dám gạt tôi hả? Dọn dẹp sạch sẽ hả? Đây nè. Nó nè. Ai làm? Hả? Ai làm? Tâm đức nào làm? Ai làm? Nói là cái bực rồi đó. Hay quá. Hay quá ha. Vậy mà lừa gạt tôi. Nói tôi mà người già khơ khảo, quá mặt cái ào. Con làm nè. Đức. Gì vậy? Quên nữa. Thằng Bảo Phát á, nó nhờ mỹ nhân gửi lời cảm ơn Đức á, cho nó tiền đi chơi. Sao nay mày tốt dữ vậy? Quá trời ha. Giám đốc ơi, chết con rồi. Trời ơi. Cái gì? Cái gì? Giám đốc cứu con nha. Cứu liền. À, không, ý con là con mới mua cái áo đi event á. Nhưng mà con mới phát hiện ra như con xài hết tiền. Cái gì? Mày giám đốc cho con ứng nha. Trời ơi. Sao chú lại nhận tham gia chương trình kia? Cái chương trình gì? Con không tham gia đâu. Chương trình gì mới được? Giám đốc ơi, chú mua gà cho tụi con chưa? À, con đợi xíu để chú giải quyết cái này. Gà không rồi. Đúng vậy. Hỏi giám đốc cái gì từ từ nói chứ, cái gì mà giận quá ngu. Không, gì giận quá mất hồn. Sao quyết định gặp vội gì giám đốc? Không phải.
không có vội vã đâu. Bấy nhiêu năm nay, lúc nào tôi cũng lo cho công việc, lúc nào tôi cũng lo cho các cô các cậu, cho nên nhan sắc tôi nó tàn tạ như thế này. Bây giờ tôi đã quyết định rồi, đã tới lúc tôi phải sống cho bản thân mình. Ủa là sao giám đốc? Tôi sẽ đi xì ba, tôi sẽ tu bổ lại nhan sắc của mình, tôi sẽ đi du lịch một nơi thật xa và có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Trời ơi, bây giờ giám đốc đi rồi, ai sẽ tiếp quản công ty này? Hùng Hưng, tôi tin tưởng ở cậu, cậu hãy tiếp quản công ty trong vòng vài ngày, sau đó chúng ta sẽ có một giám đốc mới. Hả? Giám đốc mới là ai? Là con trai ruột của chú, tuổi trẻ tài cao, đặc biệt đang du học ở Hàn Quốc. Giỏi lắm nha con, mà nhan sắc nó mặn mà cũng cỡ chú đây vậy đó. Với cái tài năng đó, nó sẽ giúp cho các con ngày càng phát triển. Thôi, chỉ ta đã quyết, ta đi đây. Giám đốc, chú. Chú, đừng cản ta nữa. Chú à, hãy để ta đi đó. Ui, dạ. Đừng mà chú. Đi rồi. Thôi nên làm cái gì khóc như là tiễn vong vậy? Im lặng nghe ta nói nè. Tâm Đức, cái vui chơi của chú đâu rồi, cho chú xin lại đi con. Mai chú đi du lịch thì chú lấy đi, chú mua sắm quần áo chứ. Thiệt hả chú? Thiệt chứ. Cắm mắt, từ giờ không có giám đốc Kiệt, đừng hòng có ai ganh ông khi ông đang con bác. Nghỉ khỏe. Giảm cân rồi. Ép cân. Nghỉ khỏe. La 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 la. Mỹ Nhân ơi, Mỹ Nhân thấy gì không? Giàu quá ha. Tất nhiên là em giàu rồi, giám đốc đi rồi mà, thích thì mua thôi. Nghỉ khỏe. Cũng đúng á. Hello, chào buổi sáng tất cả mọi người. Hello. Chào. Nhà mình nay rộn ràng quá ha. Trời ơi, rộn ràng chứ sao mà không rộn ràng. Cuộc sống của chúng ta, của nhà chung chúng ta, từ giờ sẽ bước sang một trang mới. Trang mới? Bộ có hợp đồng lớn anh? Bởi vậy, suốt đời là bảo vệ thôi cưng. Không biết cái gì hết trơn, không quan tâm cái gì trong nhà chung hết trơn á. Chúng ta có từng giám đốc mới rồi, cho nên á, từ giờ chúng ta sẽ thoải mái, tự do và tung cánh bay nhảy, muốn làm gì thì làm đó, sướng không? Đúng rồi, giám đốc mới rất là trẻ trung, đi học ở nước ngoài nha, nên đảm bảo là sẽ phóng khoáng, không có keo kiệt và bủn xỉn như ông Khánh Kiệt. Thế thì tổ chức ăn mừng đi, ăn mừng tân giám đốc mới. Ok. Ăn mừng cuộc sống mới. Được. Nè nè nè, mấy cậu á nhắc tôi mới nhớ, bây giờ tôi có nhiệm vụ đầu tiên cho chú bảo vệ đó. Dạ. Bây giờ á, cậu đi dọn lại cái nhà kho đi. Mà cái nhà kho mình có xài đâu, dọn chi anh? Thấy chưa, tôi nói rồi, bảo vệ chỉ mãi là bảo vệ thôi, không biết gì đâu. Cậu chưa nghe cái câu đầu xuôi thì đuôi lọt hả? Đúng không? Mình phải dọn dẹp sạch sẽ, hoàn hảo, rồi bắt đầu cái lúc đó rồi mình như một tia chớp vậy đó, vậy mới được chứ. Mỹ Nhân sẽ nấu thiệt là nhiều đồ để mình ăn mừng. Anh làm gì vậy? Này là gì? Ồ, mấy cái này là đồ tôi lấy trong kho ra. Tôi dọn kho để chào đón con trai của giám đốc. Không biết con trai giám đốc có xấu không nữa. Chứ ta thế, nhà này ai cũng xấu quá. Phát chán luôn. Này là gì vậy? Ồ, cái này là bản đồ kho báu á. Bản đồ kho báu hả? Đường số 24 gì là sao? Ê, đường số 24 là nhà này. Thôi đó. Ơ, Phạm Mã ơi, Phạm Mã đi đâu vậy? Đi đâu mà cũng phải báo cáo cho cô à? Phạm Mã. Phạm Mã ơi. Cô đi theo tôi làm gì? Tại tôi phải đi theo để xem Phạm Mã có đi với gái nào. Tôi đi với ai cũng không đến lượt cô kiểm soát. Đi về đi. Phạm Mã ơi. Về phụ thằng bảo vệ dọn đồ ấy kìa, nó đang ở nhà dọn đồ đấy. Ta đâu có phụ đâu, ta chỉ tìm được cái mới tìm được cái bản đồ kho báu thôi à. Kho báu á? Ừ.
Đúng là đồ ngốc, thế mà cũng tin. À, tôi nhớ rồi. Ở nhà có rất nhiều kho báu, nhưng mà tôi tìm mãi không được. Hay là cô giúp tôi tìm kho báu đi. Phó má muốn tìm kho báu hả? Ừ, nếu mà cô tìm được kho báu thì tôi sẽ yêu cô đấy. Vậy nếu như là ta tìm được kho báu thì phó má là phó má của ta đúng không? Có thể. Có thể thôi á. Để tìm đi. Tâm Đức có rất là nhiều dự án sắp tới. Đó là những bài hát mà chính Tâm Đức viết. Nghe ghê không? Để đếm xem. 7, 8, 9. Phải tầm 10 bài. Mọi người muốn xin nghe chào. Anh Tú đã về rồi đây. Tâm Đức nói chuyện với các bạn fan lâu chưa? Cũng lâu rồi ha. Mọi người muốn nghe bài nào trước thì bình luận vào đây cho Tâm Đức xem nha. Bình luận đi. Cảm ơn mọi người. Mày đâm bạn vừa phải rồi đó. Có biết đây là Facebook của tao không? Tao xin lỗi, tại fan cứ gặp tao là lại kêu tên tao, giết thành quen rồi. Ừ, mày đợi đó. Cứ ngồi đó mà đắc ý đi nha. Con nghe mẹ. Cái gì? Sao mẹ về hôm nào xong báo con biết? Hả? Hôm nào? Ngày mai á? Mẹ. Này. Cái gì mà tùm lum hướng vậy? Ủa? Thế cô làm cái gì vậy? Tôi đang đi tìm kho báu trong bản đồ này nè. Ủa mấy cô vẫn còn chơi trò tìm kho báu này hả? Mà Ngọc sao bà chỉ lung tung vậy? Bây giờ tôi không biết là ở đâu luôn á. Thì mệt bây giờ trong này ghi á, là đi về hướng mặt trời mọc 10 bước là đi một phát ra ngoài cổng rồi. Nên tôi không đi, tôi đang chỉ, tôi đang phân tích không có sai ông nè. Ủa theo cái bản đồ á, nếu mà đi 10 bước về hướng mặt trời mọc là vô phòng khách mà. Ủa mặt trời mọc hướng Tây mà bên kia kìa. Mặt trời mọc hướng Tây. Đúng rồi. Cũng vô. Em quên quá. Mặt trời ở đây á, mọc ngược lại so với hành tinh của mình, là không phải hướng này mà là hướng này nè. Thôi. Đây ta. Đây nè. Ê, chắc phải đi lại từ đầu rồi. Không chơi nữa đâu nha. Ai nói ngươi là chơi nãy giờ vậy? Cái này cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng tới vận mệnh tương lai của công chúa đó. Cái gì mà ảnh hưởng tới tương lai và vận mệnh con hồ ly đó vậy trời? Đó là một cái thứ rất là quan trọng đối với ta. Có cái đó là ta có tất cả. Không cần phiền ngươi nữa đâu. Giúp tụi ta tìm kho báu đi. Thì ra nhà này có kho báu, nên mấy con hồ ly này ở mãi không chịu đi. Có thiệt không ta? Đúng rồi, bà mập kia, kim cương còn gọi là sỏi đá, thì kho báu này chắc chắn là có giá trị lớn hơn rất nhiều. Mỹ nhân kế. Đây Bảo Phát ơi, coi như là ta chơi cũng được. Giúp ta nha.
nha. Coi như là tôi tìm cho mấy cô vui đó. Chắc kiếp trước tôi mắc nợ mấy cô hay gì á. Tôi biết mà, Bảo Phát là người bạn tốt nhất của ta luôn đó. Đi nha. Nếu mà ta được mẹ của anh Tú chấp nhận thì anh Tú cũng sẽ chấp nhận ta, rồi ta sẽ dễ dàng có Phò Mã. Nhưng để mà được mẹ của anh Tú chấp nhận thì ta phải lấy lòng, mà lấy lòng thì phải có cách. Cách gì vậy công chúa? Lên đi mấy đứa. Thơm quá. Quá thơm luôn á. Ở hành tinh của chúng ta không có quà nào giá trị bằng nước hoa tự nhiên. Chính xác. Ủa mà công chúa tính tặng nguyên một cái thau này cho mẹ anh Tú hả? Ta nhớ rồi. Mỹ nhân có mấy cái lọ đẹp lắm. Chôn được chai dầu thơm của mỹ nhân rồi. Mỹ nhân nói á, ở dưới này, cái này mắc lắm. Xịt cho em hít miếng đi. Ôi, cái mùi này mà còn được coi là loại tốt á thì cái mùi của mình cứ gọi là hảo hạng luôn. Quả này á, công chúa nhất định sẽ lấy làm được mẹ của Phò Mã. Yên tâm, yên tâm. Thật á? Vậy mau làm đi. Ok, em sẽ đi. Em vừa mới kiếm được một cái chai dầu thơm vừa nhiều. Bự. Ê! Cái này dưới đây á, người ta gọi là nước mắm chỉ để ăn thôi chứ không xịt vào người được. Để lên bàn. À, không có gì vui đâu. Đâu có gì đâu. Gì vậy Mỹ Nhân? Cái mùi gì quen quen á hả? Bọn em mới xả mùi. Đúng rồi. Xả mùi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, bớt bớt lại đi. Ghê quá. Nhưng mà không phải, Mỹ Nhân nghe cái mùi này thơm lắm. Mà quen nữa. Giống giống mùi nước hoa của Mỹ Nhân quá. Mỹ Nhân. Gì? Mặt dính gì kìa? Đâu? Đâu? Trời ơi, sao giờ nghe thúi quá vậy? Thúi mà, ôi ơi, thúi quá. Mỹ Nhân là mùi của Mỹ Nhân á. Mỹ Nhân đi tắm đi. Trời ơi. Ôi, vậy mà Mỹ Nhân lại... Trời ơi, Mỹ Nhân làm sao hỏi mùi á. Thúi quá. Mày có điên chưa? Làm gì mày hả? Mấy đứa này là đâu ra vậy? Tại sao lại có con gái trong nhà này? Nó muốn ám sát mẹ, nó muốn ám sát mẹ. Thế cô làm gì ở đây? Tao muốn chào mừng mẹ của Phò Mã thôi mà. Ai mướn? Công chúa chỉ quan tâm tới mẹ của Phò Mã thôi mà. Đúng rồi, làm gì thế ghê vậy? Ghê vậy? Ủa con? Dạ. Bọn mấy đứa này là gà mới tập thoại hả? Là gà mới công ty đó mẹ. Mà đầu óc của bọn nó bị thần kinh. Giờ hơi. Lúc điên lúc tỉnh. Bỏ đi. Sao bỏ được con? Trời ơi, đâu đơn giản vậy đâu con. Mấy con thần kinh rung rinh vậy mà ổng chịu đầu tư làm sao ta? Mẹ phải làm việc lại với giám đốc mới được. Tiền mẹ hả, đâu phải là cát biển. Tiền mồ hôi nước mắt. Làm sao ổng rải đâu rải vậy được hả con? Giám đốc đổi tân giám đốc mới rồi. Ủa con nói với mẹ rồi mà mẹ quên hả? Ha. Bây giờ mẹ mới nhớ. Cái ông đó về hưu sớm là phải rồi. Nếu mà ổng không dở thì con của mẹ đã thành superstar rồi. Trời ơi, lâu rồi coi con trai mẹ sao nè. Trời ơi. Hơi ốm. Nhưng mà vẫn còn đẹp trai. Con mẹ là đẹp trai nào, đứng lên mẹ coi nào. Quay một vòng mẹ coi, quay một vòng xem mất miếng thịt nào của mẹ không? Quay. Thật luôn đó mẹ. Tao nói giỡn hả? Quay. Quay đây, quay đây. Đó. Trời ơi. Kỳ quá. Mông hơi xệ. Kiểu này là không được rồi nha. Dạo này thấy lười tập gym nha. Con muốn là người nổi tiếng là con phải tập gym mỗi ngày cho mông ngực săn chắc và bụng sáu múi.
biết chưa? Đó. Mẹ ơi, anh Tuấn không có lười biếng. Ai nói chuyện với cô? Nhỏ này ai vậy? Dạ, con là vợ tương lai của anh Tú. Mẹ là mẹ của anh Tú, tức là mẹ chồng tương lai của con. Ai là mẹ của cô? Cô đừng có thấy sang mới hoàng làm họ nghe chưa. Từ lúc bước vô cái nhà này, tôi không biết ba cô là ai hết. Rồi còn ba cái trò này nữa. Mấy cô tưởng tôi là con nít hả? Làm gì vậy? Dơ hết nhà tôi rồi. Gỡ hết, tháo hết xuống cho tôi. Các cô có biết các cô đang làm cái gì không ạ? À? Khoan đã, mẹ ơi, con có cái này con tặng mẹ. Cái gì vậy? Lại cho gì đây? Cái này là hàng hiệu á nha. Dạ, nước hoa thơm lắm mẹ ạ. Mẹ xịt thử đi mẹ. Xịt cho mẹ đi. Con trai, xịt nhiều nhiều vô. Thơm lắm luôn á. Xịt nhiệt tình vô. Thơm chưa, thơm chưa? Thơm đúng không? Ôi cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Ôi. Mẹ ơi, nãy mẹ nói nóng á, nên là con chuẩn bị cho mẹ, mẹ mát chưa? Trời ơi, cái này là ướp lạnh tôi thì có. Trời ơi là trời. Mẹ lạnh á hả? Ui. Mẹ, mẹ lạnh phải không mẹ? Không. Trời ơi, làm cái gì vậy? Trời ơi. Trời, mấy người làm cái gì vậy? Tú ơi, cứu mẹ. Mẹ, cứu mẹ. Mẹ cô làm gì mẹ thôi? Tại mẹ đang lạnh mà. Ngồi lạnh quấn mẹ luôn gì nữa. Nhà cho ấm mà. Ấm cái đầu nhà bọn cô ấy. Nghĩ sao quấn mẹ tôi như quấn bánh tét này. Cô cứ vụ tay đi. Ơ, đừng. Đừng để tụi nó lại gần mẹ. Không được đâu, không được. Thà tôi là cắn xin con ơi. Nghe thấy gì chưa? Biến ra khỏi phòng tôi. Lần sau mà còn bày trò, đừng có mà trách. Đi ngay. Con này bò lung tung trên nóc nhà tối qua em phải dành cả đêm mới bắt được hết. Ủa? Con? Món này món gì vậy con? Ngon lắm luôn á, được cho mẹ ăn á. Đó là món đặc biệt của hành tinh ta đó. Là thành lành chiên giòn. Mẹ con điên hết rồi. Mẹ ơi, mẹ đợi con chút nha. Cái này chị đau bụng tốt lắm. Đảm bảo là sẽ khỏi bệnh đó mẹ Phò Mã ơi. Hình như mẹ hết bụng rồi. Hả? Mặt tái lắm. Mặt tái lắm. Mẹ hết rồi. Mặt tái lắm. Mẹ còn nhợt nhạt quá à. Uống thuốc cho hỏi hả. Mẹ giả bộ. Mẹ giả bộ thôi. Mẹ ơi. Con điên này có ai đưa vô bệnh viện tâm thần giùm tôi không?
mẹ muốn vô bệnh viện tâm thần đúng không? Như Ngọc ơi ở đâu? Gần đây này, đi thôi. Đúng rồi. 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 Đú